Rồi, hôm nay mình sẽ có một cái món quà cho các con. Sinh nhật nhận lớn là cho cô hai. Lớn là đâu vậy? Một cái đại là cho cô hai nha. Đấy, cái đấy là cho cô hai. Đưa cho em. Không có gì cả. Cô chỉ là không có gì. Quá đẹp. Đấy nha. Đây rồi. Wow, xin nhân nghề nè. Rồi, dở ra mình xem nào. À, áo Messi à. Bộ đồ Messi à. Messi. Con của cu hai cả Sima là cái gì nhỉ? Mở ra xem nào. Đúng rồi, siêu nhân nhận. Mở ra xem nó như thế nào nhỉ? Đúng rồi, mở nó ra. Đấy. Bên kia, quay sợ xoay. Được chưa? Thế. Không có chỗ bóc à? Cu hai bóc cho em với. Đồ bóc ở đây này. À, đấy. Bóc cho nha. Đó, đúng rồi. Mang ra để xem là áo sinh nhật như thế nào nhỉ? Wow, đẹp quá nhỉ. Cậu con thì có. Dở ra mình xem nào. Dở ra, dở ra cho tất cả mọi người xem nào. Quay ra đây xem nào. Wow. Gần sinh nhật nhận đấy. Cô hai dở ra xem nào. Ở đây có một cái giấy như Sima luôn. Anh Sima không có. Không có gì. Ừ, đấy là không số. Sima bé cho nên không số. Đó. Chiếc áo sinh nhật nhện đó. Của cô hai áo sinh nhật nhện nha. Cái giấy thôi, giấy để cho vào túi thôi. Không có gì cả. Rồi bây giờ từng người đi vào thay quần áo một nha. Tao xem nào. Wow. Rồi đến lượt cô hai vào thay nha. À, anh cô đứng lên, anh đứng lên xem nào. Wow, quay đằng sau xem nào. Messi số mấy nhỉ? Số 10. Đúng rồi, số 10. Messi. Số 10. Đẹp quá nhỉ? Rồi. Để chờ cô anh hai ra để xem quần áo của anh hai mặc như thế nào nhá. Rồi, anh hai xong chưa? Ra đây xem nào. Ta-ta. Đâu xem nào, quần áo siêu nhân nhện này. Đẹp thế. Sao chẳng có gì. Đứng sát à. Đứng xa để mình xem nào. Ai, wow. Quần áo siêu nhân nhện của anh hai ấy. Anh khỉ. Xoay một vòng mình xem nào. À, xin chào. Đẹp quá nhỉ. Rồi. Rồi Simba đi thay quần áo nha. Cứ Sima xong chưa? Sima ra đây xem nào. Wow, một anh chàng siêu nhân nhện nữa. Siêu nhân nhện bắn bắn mạng nhện thế nào nhỉ? Wow. Nào siêu nhân nhện đứng lên mình xem nào. Wow. Rồi, quay ra đây xem nào. Wow, xin nhận nhận. Wow. Thích nhỉ? Thích không? Có. Thích nhỉ? Thích quá. Thích quá là thích nhỉ?
Rồi. Đẹp thế nhỉ? Thế không? Có. Siêu nhân nhện như thế nào nhỉ? Anh khỉ siêu nhân nhện như thế nào nhỉ? Siêu nhân nhện bắn mạng nhện như thế nào nhỉ? Bộ quần áo siêu nhân nhện đẹp nhỉ? Quần áo siêu nhân nhện thì có cái gì? Ồ, có con nhện ở giữa đấy à? Ồ, có con nhện to nhỉ? Áo màu gì? Quần áo màu gì ấy nhỉ? Màu đỏ, màu xanh, màu đen. Có cái... À, có cái mạng nhện đấy à? Đấy là mạng nhện đấy. Đấy là mạng nhện đấy. Wow, thích nha. Thế siêu nhân có đi dã ngoại không? Có. Đi dã ngoại nha. Siêu nhân nhận đi đâu ấy? Đi chơi à? Ồ, ở đây có cái cây gì mà có nhiều quả sai này nhỉ? Có ai biết đây là cây gì không? Có ai biết đây là cây gì không? À, đúng rồi, cây đu đủ đấy. Wow, người nhện Simba là bị cây hoa bị đâm vào áo người nhện rồi này. Cái này là phải nhặt bỏ. Đúng rồi, nhặt bỏ. Đây, cái cây hoa đấy là cây hoa này đây này. Đó, nếu mà chạm quần áo vào nó là nó sẽ dính vào quần áo của mình đấy. Ban đầu hoa rất là đẹp này, sau khi hoa nó dạ tàn thì sẽ thành những cái này gọi là hoa cỏ may, nó sẽ dính vào quần áo của chúng ta khi mà chúng ta va vào nó đấy. Hết chưa? Hết rồi hả? Hai cái anh kia đi tít đằng kia rồi. Đây là cây gì các con biết không? Ô, Simba cầm cái gì ấy? Dẻo ôi, trời ơi. Có ai biết đây là cây gì không nhỉ? Không, à, đúng rồi, cây lạc đấy. Cây lạc này ở dưới là có cái củ lạc đấy. Củ lạc nó nhỏ hay to vậy? Củ lạc là củ mình vẫn hay ăn củ lạc ấy. Nha, cây lạc này có củ, gọi là củ lạc cũng được mà quả lạc cũng được. Bởi vì trái rằng này. Đúng rồi, trái lạc cũng được. Bởi vì khi mà cây lạc này có hoa ấy, lớn lên là cây sẽ có hoa. Cây sẽ có hoa và hoa nó sẽ nở ở trên cây, sau đó là nó sẽ lại đâm hoa xuống đất và sẽ thành cái củ lạc. Thì chính vì thế cho nên là gọi là củ lạc cũng được, bởi vì củ là nó ở dưới lòng đất. Nhưng mà gọi là quả cũng được, bởi vì là quả nó là hoa ở trên cây, nó đâm xuống hoa nó thành quả. Thì gọi là củ cũng được mà quả cũng được. Hiểu không? Đó là củ lạc, cây lạc. Đây là cây lạc. Đúng rồi. Đây kia là cây gì? Có biết đây là cây gì không? Cây vừa nãy là cây gì? Đây là cây khoai lang. Đây là rau khoai lang này. Đây là cây hành này. Rau cải này. Cải này bị sâu ăn mất rồi. Đây là rau cải này là để làm dưa này. Đó, làm dưa cải ấy. Và còn đây là rau ngót. À, ở đây có một quả gấc này. Quả gấc. Đấy, quả gấc để thổi sôi gấc đấy. Khéo không ngã nha.
Thôi được rồi, đi 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 lên đi. Rồi đi lên nha, chúng ta kết thúc ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.